tính toán xe ô tô đầu ở đâu, mình kinh doanh cái gì, tại sao phải mua cái bất động sản này. Đó là cái điều quan trọng nhất trong cái việc khi chúng ta quyết định mua. Hello, xin chào tất cả các anh chị. Và đây là vấn đề rất là nghiêm trọng cho những cái diện tích vẽ khách hàng đông. Và bây giờ là cái xe của mình muốn đi vào ăn nhưng mà không vào được vì không có chỗ đầu. Đây. Nếu như bây giờ mà đầu đấy thì nó sẽ bị vướng ngoài đường này anh chị này. 1, 2, 3, 4. Cái này là khoảng 7 mét mặt đường, bây giờ chỉ đầu được 4 cái xe. Cái xe về đình mới nằm bên đây thì hàng xóm họ lại không cho. Vậy thì bây giờ chuyện gì xảy ra? Bây giờ một cách là đi gửi xe chỗ khác xong quay lại ăn. Được có 4 cái xe này. Và ở đây thì là một xe thứ 5, mấy cái xe này muốn vào ăn nhưng mà không có chỗ đầu anh chị này. Mặc dù quán nó là ngon nhưng mà bây giờ mình đầu ở đâu để mình vào ăn nhỉ? Đấy, diện tích bé nhưng không đầu vào xe, bây giờ đâu có đầu được ở đâu để vào ăn đâu. Nên đình vẫn khuyên anh chị là tìm cho mình những khu vực đất nó rộng và tạo giá trị lên đấy thì khách hàng họ vẫn đến họ ăn. À, bây giờ làm gì có chỗ đầu nữa. À, mặc dù là quán đang rất là nhiều chỗ ngồi nhưng mà không có chỗ đầu. À, và hôm nay là đi ăn sáng tại Đông Nai thì khoảng mất 5 phút mới đầu được cái xe nó không có chỗ đầu. Vậy là một trong những cái vấn đề rất là nghiêm trọng khi mà chúng ta mua đất kinh doanh đến đấy, mà cái xe bây giờ thời đại là thời đại của ô tô mà xe không có chỗ đầu, bắt buộc phải đi đầu nhơ mất 5 phút. 6-7 tháng trước định nói với anh chị là nếu mua đất Đông Nai là một cái cơ hội cho anh chị đúng không, từ hôm đấy giờ mới lại anh chị mà mua thì hôm nay tăng rồi. Bây giờ là không khuyên, là bây giờ tùy, bây giờ giá nó cao nên nó rủi nó cao lắm. Thì đó là một trong những cách tư duy ở đâu thấp thì mình tìm ở đấy. Đây, bây giờ cái xe này định để cho xem đây, cái xe này mới vào nhưng mà người ta chặt chồi quá, người ta lại bỏ đi. Bởi vì không có chỗ đầu này, nó không có chỗ đầu, nguy hiểm chưa. Bây giờ cái xe khác muốn vào ăn đâu có được đâu, đây cái xe này lại quay lại để tìm chỗ đầu đây. À, nên là cái diện tích bé mà anh chị đầu tư đất, mà cái diện tích bé mà kinh doanh là chỉ kinh doanh được ít người thôi, chỉ kinh doanh được một số khách hàng nào đấy, mà giờ không có chỗ đầu thì họ ăn ở đâu, làm gì có chỗ ăn đúng không. Bình thường nếu như bạn sớm ấy, bạn ở khu vực này mà bạn hướng dẫn đến đấy là đính vào cho đình ăn vào ăn những cái quán như thế này, bởi vì đầu xe nó chật. Đó là những cái mà tư duy mà chúng ta hãy tìm những cái diện tích nó lớn xong mình tạo cái giá trị lên đấy thì họ vẫn đến họ ăn anh chị ạ. Vì đình ở nước ngoài đình biển có nhiều khu vực rất là xa nhưng họ vẫn cứ thích để họ đầu tư, họ tạo lên cái giá trị thương hiệu thì họ vẫn vào, họ ăn, họ vẫn thích, họ vẫn quý mến. Và mình sẽ tạo được cái giá trị khai thác đến đấy thì diện tích lớn nó sẽ dễ dàng hơn. Sáng thì ở Nha Trang, trưa thì ở Bình Thuận và tối thì ở Long Khánh, bây giờ lại ở Đông Nai thì về Sài Gòn và mời cả nhà ăn sáng. Khi đó là định chia sẻ lại cho anh chị một cái là định nói cái gì trên cơ sở là sự thật nha anh chị. Đây là một cái vấn đề rất là lớn đấy. Khách họ muốn vào ăn làm gì có chỗ đầu xe đâu, xe định đứng về gửi bên này đây. Mà xe gửi bên đấy mà mặc dù cái đất mà tiền nó rất rất đắt, nó không hề rẻ nhưng nó vẫn không có chỗ để chứa thêm khách nữa thì câu chuyện mình kinh doanh nó không thể đưa ra lợi nhuận được. Và khi lợi nhuận người thuê ở đấy họ không lợi nhuận nữa thì rõ ràng họ cũng chả mua vì không thể nào chứa được thêm khách nữa. À, một xe, hai xe, ba xe, bốn xe, chỉ được năm xe bây giờ đầu đâu được nữa. Đình đang tính ăn nhưng mà đình chia sẻ lại cho anh chị biết rằng là đình nhìn một cái vấn đề thế này mà tại sao đình rất là mua đất xa mà mua đất rộng đây, rồi mình chờ mà giá nó rẻ nên là mình không mua đất. À, bây giờ đấy đâu có đủ đầu được nữa, đầu ngoài này là họ đi đường họ không cho đâu này, mà cái đường này rất là đắt nha anh chị. Ở đấy đình chưa hỏi giá nhưng đình nghĩ ở đấy 1 mét không bao giờ dưới 80 triệu 1 mét vuông, mà cái chiều rộng của nó ở đấy là nó rơi vào 6,5 mét đến 7 mét, chiều sâu 20 thì là nó phải rơi vào là 150 mét vuông, nó tầm hơn 10 tỷ. Nếu anh chị biết đầu tư, chúng ta đi tìm một vài hectare đất ở xa rồi sau chúng ta tạo giá trị lên, có phải nó tốt hơn đúng không nhỉ? 10 tỷ ở đây, bây giờ bàn xe này bàn này ra thì xe khác mới vào được, chỉ tiếp được có 5 khách. Thế nên nhiều người hỏi ồ thế tại sao lại không tiếp xe máy tiếp đi ô tô, nhưng mà bây giờ người ta đi ô tô hết anh chị ạ, người ta đi ô tô nhiều, giờ mình đi xe máy ít lắm, mà họ đi ô tô trả lẽ mình này không phục vụ đó. Nên là định quay cho anh chị biết đây, bây giờ chỉ thừa ra được một cái chỗ này và cái xe định thì đứng gửi bên này. À, nên là định chia sẻ cho anh chị cách để mình tìm bất động sản ở đâu cũng được, nhưng mình phải tìm những cái bất động sản nó thực sự tính toán đến cái việc xe ô tô đầu ở đâu, mình kinh doanh cái gì, tại sao phải mua cái bất động sản này. Đó là cái điều quan trọng nhất trong cái việc khi chúng ta quyết định mua. Mặc dù từng đẩy tiền nhưng chúng ta biết đầu tư những khu vực xa, khu vực rộng, tạo giá trị chờ hạ tầng và biết được cái thông tin thì đó là cái điều tuyệt vời nhất. Bảo là mua đất Bảo Lộc nhưng mà có vẻ nhiều anh chị không mua, thì bây giờ đất Bảo Lộc nó tăng rất là cao rồi, bây giờ mua thì rất là rủi ro. Nếu 7-8 tháng trước chúng ta mà mua đất Đông Nai thì bây giờ chúng ta lại thắng, nhưng mà bây giờ mua thì đỉnh không dám cam đoan cái gì cả. Tùy theo cái sản phẩm,
tùy theo mục đích mình mua và tùy theo cái khả năng tài chính của mình để tìm cho mình những cái miếng đất phù hợp nhất. Chúc tất cả các anh chị luôn đầu tư thành công.